Chào hai vợ chồng anh chị. Dạ. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Thạch Thầy Pin. À, Thạch Thầy Pin. Dạ, chào Văn. Hai vợ chồng anh chị là quê quán ở đâu đây? Ở Vinh Châu, Sóc Trăng. Còn em thì ở Kiên Giang, Dạ. em qua Kiên Giang. Mình là người Khmer phải không? Dạ. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chuyện gì đây? Nhỏ con gái rồi bạn bè dụ dỗ đi theo ông ta. Con nhà mình hả? Dạ. Con nhà mình họ tên đầy đủ là gì? Danh Danh Thị thị Quỳnh Quỳnh Anh. Anh, Trinh Danh Thị Quỳnh Anh. Danh thị Huỳnh Anh. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi? Như 6 tuổi, 16 tuổi. Thường thường gọi là Quỳnh. Huỳnh ha. Bé 16 tuổi. Dạ. Bé còn đi học không chị? Nghỉ rồi, đi lao động. Bé đang đi làm. Nghỉ nghỉ lâu chưa chị? Lâu rồi. Học hết lớp mấy đây? Học được lớp 1 à. Ôi trời đất ơi, Cha tại mẹ vì gia nghèo, đình khó nghèo. khăn. Khó khăn hả? Dạ. Anh chị mấy đứa con? Bốn đứa gái. Bốn đứa gái. Bốn đứa con gái. Dạ. Đã. Dạ. Bé này là bé con thứ mấy đây? Thứ hai. Bé lớn hả? Dạ. Bé đầu. Bé đầu. Mấy bé sau có được đi học không chị? Chưa. Dạ không, chưa được đi học. Bốn đứa không có đứa nào được đi học hết chứ. Trời đất ơi, Cha mẹ nghèo khổ cứ đi mừng đầu này đầu kia không. nghèo lắm hả? Dạ không, chưa có nhà luôn. Chưa có nhà Ừ. hả? Khổ vậy hả? Ngày trước mình bị vỡ kế hoạch hay sao mình đẻ nhiều con vậy hay sao? Học kế hoạch. Không kế hoạch hả? Dạ. Thấy tội cho các con không? Thế tội. Bây giờ cả bốn đứa là có đứa nào biết chữ không? Không có nhớ lớn biết chữ ít. Trời ơi, mới lớp 1 mà biết chữ luôn hả? Dạ. Mấy đứa sau là không đứa nào biết chữ. Không có biết học đi chữ trên Đứa kế bé này là mấy tuổi rồi? 13 tuổi rồi. Đứa nhỏ nhất là mấy tuổi? 8 tuổi. Trời đất ơi, vậy là bây giờ là ba đứa con, bốn đứa thì một đứa biết chữ, còn ba đứa không biết chữ. Tại Anh chị có biết chữ không? không, anh thì biết chữ, Dạ chị em không biết. biết. Ngày xưa anh học hay lớp mấy Anh đây? cũng học lớp 1 rồi nhưng mà anh vẫn nhớ chữ thì giờ. Vợ chồng anh Thì chị nhiều gia tuổi đình chưa? nghèo khó khăn cứ đi làm ăn đằng này đằng kia. Chị năm nay nhiêu rồi? 36. 36, còn anh trai? Em 43. 43 hả? Sao mình không cố gắng nỗ lực cho các con được đến trường? Thật sự em thương các bé quá. Tại các cha mẹ nghèo khổ cứ đi vần đầu này đầu kia, xứ này xứ kia không à. Khổ lắm hả? Dạ. Khổ mà chưa có nhà ở. Mà không được chứ con đi học luôn. Nhưng khi thấy con ta đi học, con mình không đi học thấy tội. Anh chị làm công việc gì? Lao động đi mừng lao động, nhưng khi đi làm hồ, đi làm xưởng gỗ, cái ai mướn gì thì mặn cái nấy gì đó. Vậy là làm tứ xứ hả? Dạ, làm xứ nào cũng đi hết chứ, con cái cứ đi theo tèn tèn vậy đó. Vậy là ba mẹ đâu là con cái đi theo đó. Dạ. Vợ Khổ. không có nhà cửa, ở con cái không Ở quê cũng được. không có nhà cửa hả? Dạ. Không có đất đai đúng. Trời đất ơi, sao không có đất đai nhà cửa gì? Ở quê cơ mà. Ở quê Ý là ở quê hương nhà mình á, ở quê chồng á. chồng cũng không có luôn, có nền nhà, Có nền nền nhà. nhà, nền nhà của ông bà già. Vậy là các bé đi theo mình là có đi làm cùng với mình không? Dạ có bé lớn với bé thứ ba làm, Làm còn cái bé gì? nhỏ ở nhà. Hai đứa nhỏ thì bỏ ở nhà trọ cho nó chơi ở nhà hai chị Có em ai thôi. chăm không? Không có ai chăm hết trơn. Còn hai bé lớn là đi theo. Hai bé lớn thì đi theo cô làm. Mấy trai mấy gái chị? Bốn đứa gái không À à. bốn đứa gái, em xin lỗi em hỏi rồi. Vậy là hai đứa gái mới xíu tuổi, đứa 13 với đứa 16 nó phải đi làm. Dạ. Là làm hồ hả? Làm công ty. Gỗ, làm bên gỗ, anh làm tư nhân, xưởng gỗ tư nhân. Trời ơi, mới nhỏ xíu mà. Thấy cha mẹ khổ nó cứ theo Tính giúp ra bé này đỡ. làm cũng 4 5 năm nay rồi. 4 5 năm rồi cơ hả? Vậy là 12 tuổi là đi làm rồi. 12 tuổi lên nó đi giúp cha mẹ đó, rồi bắt đầu mới đi mừng về, chỉ là ở nhà lên trên gác ngủ thôi, rồi mới quen nhỏ bạn nó 2 tuần nay mới bạn nó dụ đi theo đó, 2 tuần hả? mới có 2 tuần Hai à chồng mới mới tới quen. tới Đồng Nai với tới ấp Lộ Đức với đó, đêm hôm lên đây một đêm rồi lên đây chờ một đêm rồi đêm hôm thức tới gần 3 giờ luôn. Cụ thể là con nhà mình đi ngày nào đây? Đi Bữa bữa thứ thứ hai. hai. Thứ hai là tuần này hả? Dạ. Thứ hai tuần này. Hôm nay là thứ năm rồi. Thứ năm.
2, 3, 4, 5, vậy là được 4 hôm rồi hả? 3, 4 hôm rồi hả? ba bốn hôm nó Đi đi là con nhà mình mang theo những thứ gì đi? không có đem theo gì đi hết trơn á, Nó điện thoại thôi. điện thoại với bắt đầu đeo hai chiếc nhẫn với đôi bông với quần áo nó không có Nhẫn đem với theo, bông là vàng thật hay vàng là thiệt. vàng thiệt luôn Dạ, giờ chiếc nhẫn đó nó tại bảo vì lúc bé đi là 1-2 ngày cũng vẫn còn liên lạc nhắn tin cha con chỉ được nhắn tin thôi mà gọi không được tới mấy 2 hôm nay là gọi ai dẫn bé đi, nhỏ con bạn bạn đó mình có biết không? bạn đó cũng mướn nhà trọ gần chị, nó mới chơi được có 2 tuần à, Sao mình biết nhỏ đó nhận đi? tại nó còn giờ nó là điện thoại nó cùng ở chung nhỏ đó, Nhỏ đó là nhiêu tuổi rồi? cũng bằng tuổi con chị đó, Tên là gì? con Hằng. Kim Hằng. Có ở chung với ba mẹ không? Không, nó tự lập ra riêng. Ở của mình em mà 16 tuổi ở mình em hả? Tại nó cũng lớn mà nó gặp thằng này thằng kia gì đó, nó đi gặp thằng này thằng kia gì đó, nó lãnh đạo hơn con chị. Sao chị biết? Tại nó mướn nhà trọ đó mà. Mình biết hả? Nó mướn nhà trọ gần chị á. Bạn đâu có hay qua chơi với con nhà mình không? Có. Con nhà mình tính cách như thế nào đây? Cách người giống con chị ghiền, bắt đầu nghe lời nó đi nhà trọ nó Nói chơi chung vậy đó. là con em nó hiền hòa lắm. Về Hiền tới đây không? làm về là lên gác ngủ rồi đó. Giờ chưa biết đi chơi với bạn bè. Chỉ có Ngoan không? Ngoan không? ngoan. Vâng. Trước giờ có bỏ đi như vậy lần nào Dạ chưa? chưa. 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 Vậy là bé làm cái công việc đó là làm gỗ. Làm Làm gỗ. làm chung cha mẹ luôn. Một ngày là làm mấy tiếng đây anh chị? Nhưng Có khi khi tăng ca tới 10 giờ, khi tăng ca 8 rưỡi cũng sáng có. mấy giờ đi làm? 7 7 giờ. giờ. Đến 10 rưỡi đêm á? Ôi trời đất ơi. Nó giỏi tới cỡ đó Giỏi cái này giỏi gì? Cái này không phải đó. là giỏi. Nó Mà cái này giỏi. là quá sức lao động của bé Nhiều rồi. khi nó thức sáng đêm làm sáng đêm, ta kêu làm sáng đêm nó cũng làm sáng đêm luôn. Trời đất ơi, sao mình cho con nhà mình nhỏ xíu mà làm thời gian nhiều Tại vì vậy? nói chung là con cái không có ép, tại vì nó cũng muốn phụ giúp cha mẹ, nó cũng làm thêm thôi. Không. Cái này mình có thể nói với quản lý công ty sắp xếp cho em nó làm giờ hành chánh thôi, làm 8 tiếng thôi được rồi. Bé nhỏ xíu mà làm vậy nó có quá sức lao động nó không? Đấy, vậy bắt đầu Đây ổng là không phải là bên công ty người ta ép mình, đây là cái tăng ca mình tăng tăng là quyền của mình. thì đó, biết mà em biết mà. Cái này một đứa nhỏ, một đứa trẻ mới 16 tuổi mà làm như vậy quá sức quá. Tính ra là ngày mười mấy tiếng rồi. Dạ, mười mấy tiếng. Về bé có than mệt không? Không, nó không thắng mệt gì chứ. Nó chỉ là đi mừng về bắt đầu nó tắm nó lên gác ngủ thôi, nó Tiền bạc không là đưa hết cho cha mẹ hả? tiền bạc rồi giống mà một tháng thì có cho 500 là lấy, không cho thì thôi, nó Còn không bé 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 sao là cũng đi làm ra tiền rồi hả? có. Mới làm được ở đây à, mới làm Bao được, lâu rồi chị? mới làm được tháng nay vô tiền à, mà công ty làm nghỉ Có bé hoài. lớn là làm 4-5 năm rồi, bao Anh nhiêu rồi? chị là làm mức lương thu nhập là bao nhiêu? Em hỏi cái điều hơi tế nhị. Dạ, lương một ngày 190. Vậy là hai vợ chồng cũng mười mấy triệu hả? Với thêm con là ra 20 mấy triệu hả? Mới làm được tháng nay, mà tháng nay con làm gì nữa là làm được đâu. 2 mấy triệu là có đủ để chi tiêu Không. không? Tính ra hai chồng cũng mới vô làm công ty được Ủa mình xài cái gì xài dữ à? 2 mấy triệu không đủ chi tiêu hả? Không. Hai chồng cũng mới vô làm công ty được tháng ngoài này, tại vì hồi Vậy đó giờ đó, là đi đi lọc đi bìa. bóc lột bìa lột vỏ cây á, Lọc ăn vỏ tắm cây, ăn tấn, tấn cái 160. phưởng cưa ấy, mình làm ăn tắm. Bây giờ bé nhỏ nhất là mấy tuổi? 8 tuổi hả chị? 8 tuổi. 8 tuổi bây giờ sinh học có được không? Chưa. Chưa giờ, chưa. 8 tuổi là học lớp lớp 3 rồi. Học lớp 3 mà không có khả năng cho con mình đi Bé học. cũng Biết rồi, bây giờ em đang hỏi như thế là để về mình sinh con bé học để cho bé biết chữ. Bởi vì cái mức thu nhập của gia đình nhà mình như vậy không đến nỗi nào hết, em nói thật nghiêm túc luôn. Cái mức thu nhập mà 4 người đi làm. Bây giờ mà nuôi hai đứa đứa 10 đứa kế đó là mấy tuổi? Đứa kế đó Đứa kế là 13 tuổi. 13 tuổi, rồi đứa thứ tư là 10 9 tuổi, tuổi. 9 tuổi. 9 tuổi. Rồi đứa tiếp là 8 tuổi. Tại vì thứ tư với ở Úc đó là năm một. Như thế này này, cái này là em biết là hôm nay hai vợ chồng anh chị lên đây nhờ anh em tìm con thật, nhưng mà cái câu chuyện của nhà mình là như vậy. Em chỉ góp ý thôi. Bởi vì em góp ý em chẳng được cái gì đâu nhá. Em cảm thấy em rất thương, rất tội cho các bé, mình về mình cố gắng mình tạo điều kiện. Thứ nhất là cho hai bé được cấp sách tới trường đi. Rất nhiều lớp nha, mình không học được những cái trường mà trường trường chính thống vì quá tuổi hay như thế nào đó thì mình xin một cái lớp gì đó ở ngoài để cho các bé các con biết cái chữ gì ạ, tội nó lắm. Bây giờ 4 người đi làm có mức thu nhập rồi mà. Mình
không để cho con cái nó phải phải ăn uống thiếu thốn, nhưng mà cha mẹ mình có thể bớt bớt lại tí được mà, được không nhá? Chứ thấy tội quá, chị thấy tội không? Tội, chị không biết chữ mà con chị không biết chữ thì chị còn thấy tội nữa. Nhưng khi thấy con ta đi học, con mình không được được đi học, chị thấy tội con của chị Mình cha mẹ mình á. đã không biết chữ, mình đã không được cấp sách tới trường rồi, là Dạ. mình phải lao động những cái công việc tay chân nặng nề mệt nhọc rồi, thậm chí mà đi ra ngoài đường á, người ta có lừa gạt anh chị đâu biết đâu. Bây giờ ví dụ em, chị mua bán cái gì đi, em cầm tờ giấy em viết nội dung gì trong đấy chị đâu biết đâu, Đâu biết đâu. em kêu chị lăn tay là chị lăn tay liền Bởi vì chị đi làm giấy đó. tờ chị lăn tay không mà chị đâu biết ghi chữ được đâu. Mà chị đâu có biết nội dung trong đó là cái gì đâu, Đâu biết đâu. người ta có lừa gạt như thế nào chị đâu biết Đâu biết đâu. đó. Nên mà mong muốn rằng là con cái nó phải biết cái chữ Dạ. để cho sau này nó tương lai nó đỡ khổ. Vậy là bé nhà mình đi cụ thể là 4 ngày rồi Dạ. là không có liên lạc về hả? Nó lúc điện được, liên lạc được, lúc liên lạc không. Theo theo em nghĩ là bé chắc có áo dùng dòng bầu bàn này, tại vì hồi tối là có bé có hẹn là và bạn trai của bé chạy từ Đồng Nai qua là anh lại chỗ ngay cái điểm mà cái chỗ mà cái tượng đài bầu bàn nè, ra đợi em đó đi em ra gặp. Ủa bé mình có bạn trai gì hả? Có rồi. Lâu Tại bạn chưa? trai là làm chung công ty luôn, quản lý, làm bên quản lý bên gỗ, quản lý bên Quản lý khối. luôn hả? Dạ, em đi bên Bạn trai khối đó á. nhiều tuổi chưa? 18 18 tuổi à? tuổi. Nó làm bên gọi lên khối. 18 tuổi mà làm quản lý rồi hả? Giỏi vậy hả? Dạ. Rồi Đồng... mới qua bạn trai nó về về tới đây, qua tới đây thì nó nói là anh về đây em không ra được đâu. Nói gì đó. Cái bạn trai đó quen là làm anh chị có biết không? 3 năm rồi. Quen quen 3 năm rồi. Quen 3 năm rồi. Trời Vẫn đất làm ơi. chung, vẫn vẫn cứ đi qua Là chơi trời đất ơi, lại. trời đất ơi, trời đất ơi, quen 3 năm rồi hả? Quen 3 năm mà nó Nhưng mà hai đứa không có không, gì hết. nó không có bị bạ gì chứ á, Bình thường. là giống mà nó Nhưng mà sao mình cho quen luôn hả? chứ thấy con nó thương thì À, kệ đi, thương mình ha. đâu có ép buộc con mình được. Đợi lớn thì gả đúng không? Thì nó Mà thương đây được. tính ra thằng thằng này nó cũng đàng hoàng, mình thấy cũng đàng hoàng cũng được. Mình chấm luôn đúng không? Thấy Nó làm cũng quản chịu cực, lý nó đúng làm không? nhưng rồi không rượu chè, không thuốc lá, Sao anh biết? nó không hút không thuốc, không 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 bao giờ luôn mà nó không không vậy hút. hả? Dạ. Tại nó làm chung với Nó chị làm mà chung. Vậy là công trong thời ty gian vừa qua gia đình nhà mình có ý định là gả gì không? nó tính ra mà nó chịu thương Giờ thấy thì 18 tuổi cũng có tính bàn. Có bàn rồi hả? tính ý là nói cho con quen đi, chừng nào con thương thì chừng nào con nói con quen thì con không có thương liền, để giúp cha mẹ được 2-3 năm nữa con mới chịu lấy chồng, nói vậy Đó là đó. bé nói ha. Bé nói Cái chuyện tình cảm của bé đó, gia đình nhà mình có ép buộc hay là mình có xen không chân gì vào không tự nó quen, hai không? đứa nó Kiểu vô làm quen, công ty quen thôi. không Vậy có cha hả? mẹ ép buộc. Trong cái thời gian gần đây anh chị có la dạy gì bé không mà bé bỏ đi? Có la chị la nó, chị la nói Quỳnh Anh ơi, cái chỗ đó bạn con nó không có tốt với con đâu, con đừng có đi chơi nữa. La nó rồi bắt đầu mới nó giận bỏ đi đó. Tại chị không Cấm có hả? cấm, không cho nó đi Tại vì đã chơi. biết cha mẹ biết chỗ đó là vợ Rồi chồng người nó ta nói là hư. con này là không tốt, không cho chơi Không chung. không có chơi Mình chung. có đánh đòn gì không? Cũng có đánh hết mấy cây nghe đi. Ai đánh? Chị đánh Bằng gì? chọi, lấy chọi Vụt quýnh vào mặt đâu? bằng cái giò hai bên vậy nè. Trời đất ơi. Chị quýnh Cũng như là nó nóng tức giận nói quá tức, lắm nghe. nó đi chơi suốt à, nó đi chơi ấy Sao lúc nãy rồi nói bỏ ngoan? biết sao không, nói mà Sao lúc nói nãy nó bỏ ngoan bây giờ lại bảo đi chơi suốt không nghe lời? Trời đất ý ơi. là Là đi đi là cũng đi vô đi nhà trọ con đó chơi thôi, nhà trọ gần đó đi chơi, đi nhà trọ biết thôi chứ không đi đâu ngoài đường sao không, hết. giống mà nó đi chơi mấy thằng đó tập tụ hư, mấy thằng đó là dân ăn chơi mà. Cũng mới quen là 2 tuần thôi, Mà không quen thằng mấy lắm. thằng này là dân ăn chơi, không phải là dân À. đàng hoàng. Ý là sợ con mình đi theo tập tụ hư thôi. Mình ngừa con mình trước. Vậy là chửi. Chửi xong đó là lấy chổi. Lấy chọi đánh. Trước giờ là chị mấy lần rồi? Mất có con một lần này à. Vậy là chính cái lần đó là con mình bỏ đi luôn đúng không? Quýnh rồi nó bỏ đi, bắt đầu nói mẹ con đi mua mì. Nó cứ nói mày đi đâu, nói con đi mua mì. Rồi bắt đầu mới kêu nhỏ Út á, nếu con đi coi hai coi con uống sữa thì con mua sữa đi. Rồi bắt đầu nó đi ra nói mẹ mẹ chị hai bỏ đi rồi, lúc đó là 9:30 đó Cái chuyện chứ. mà con chơi bời mình cấm như vậy là tốt, nhưng mà mình không nên là dùng dùng đòn roi. Bởi vì biết sao không, để em nói đã, chị Hà nói nha,
Thứ nhất là cái tuổi này tuổi rất là hiếu động nha, rất là ương bướng, ba mẹ nói không nghe đâu, nên mình phải Đấy. dùng cách nào mình thuyết phục cơ. Bởi vì gửi bắt đầu ấy, chị nói gì nè, con ở chỗ đó nó ăn chơi, mấy thằng đó nó ăn chơi mà nó đâu có đi làm đâu, sợ con mình ngừa cho con mình trước, mình sợ nó nghe lại bạn bè mấy thằng này chơi đá chơi gì mất công hư con mình nữa. Mình biết luôn hả? Ừ, mấy thằng này ăn chơi nhiều khi mình đâu được, đâu biết được, mình lo Ý là chị có biết không? Có biết rõ mấy người đấy không? biết mấy người đó đó. Nó là mấy người chị nhà trọ đó, nói là mày la con mày đi để nó chơi mấy thằng này không được đâu, tại nó đi mấy đứa này nó cũng chăng chơi không à, mất công con mày hư nữa, rồi tính đi mét chị mấy bữa nay rồi chị không có lo đi làm không à, chị không có quan tâm con chị lo đi làm. Rồi bắt đầu mấy bữa đó đó nhỏ đó nghỉ là Quỳnh Anh đi. Ừ, bữa nay tôi nghỉ nè, bạn nghỉ đi, nghỉ theo luôn. Nếu làm bộ là sốt, sốt rồi bắt đầu hai đứa đi chơi, tập tụ đi chơi vậy đó. Nó dốc rồi bắt đầu mấy chị đi tăng ca về 9, 8 giờ rưỡi đó. Con Quỳnh Em nói nhỏ thứ ba, nói mẹ mẹ, con Quỳnh Anh mua mì cho con Hằng. Rồi bắt đầu chị nói gì nè, con ơi mình nghèo khổ chết rồi. Ừ, đừng mua cái gì cho anh ta, nói ừ, mẹ con giúp bạn con được cái gì con giúp chứ, nó nói vậy đó, nói mẹ cấm con không được đâu tại con lớn rồi, nói vậy đó. Rồi bắt đầu đêm đó chị quýnh người nó đi đêm đó luôn, đi với nhỏ đó hai Lúc chồng mấy nó giờ đêm? 9 giờ rưỡi. 21:30 tối. Ừ, 9 giờ rưỡi là hai chồng nó với con chị đi một lượt đó đó. À, kia Nên bé kia là có gia đình rồi hả? ừ Bé bạn của bé này cơ mà. hả, Bé bạn của bé này là có gia đình hả? có Có. gia Ủa, 16 đình tuổi có gia đình á? ở, nó có gia đình rồi mà nó gặp thằng này thằng kia không à, nó Phải gặp 16 nhiều, tuổi không? 16 tuổi mà nó gặp nhiều thằng Mình lắm có thấy giấy tờ tùy thân chưa? chưa, mà giống mà có hình của chồng của nó luôn, tại nó đăng Tại vì bà già chồng nó đó, tại nó cũng mới gặp thằng này rồi thôi, mới gặp thằng mới này gặp này thôi. thôi. 16 tuổi mà lấy chồng gì trời? Ừ, 16 tuổi nó gặp thằng này thằng kia vậy đó. Nghe nói Rồi là con bé này là không có cha có mẹ, biết sao chỉ có nó mỗi một bà ngoại thôi. có 11 ngoại thôi, rồi bắt đầu nó gặp thằng này thằng kia vậy đó, rồi chị sợ con mình hư đi theo nó vậy đó. Rồi bắt đầu đêm đó nó hẹn nhau đi đi luôn đó, đi tới giờ nhỏ đó giờ đang sống với con chị á mà nó không cho con chị bắt máy. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Chưa Chưa báo hả? Sao chưa mình chưa báo công an? tại chồng chị cứ sợ Tại là sợ không có giấy tờ này kia nọ của con bé kia mà, giấy tờ gì? căn cước rồi đó Của ai? của con bé kia, Mắc mớ gì lấy giấy tờ của con bé kia làm gì? sợ ông này ông Sợ cái gì? sợ nói con mình có đi theo người ta không, mà đêm hồi đêm đó là nó điện cho bộ nó là nhỏ đó bắt máy không à, nhỏ bạn nó Mình bắt. lên mình báo cơ quan chức năng công an là con nhà mình bỏ đi, mình tìm con mình thôi chứ liên quan gì bé kia mà mình sợ gì? Bởi vì kêu con mình về đi Con mình đừng. đi 16 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên thì mình Dạ. trình báo cơ quan chức năng công an Dạ. để cơ quan chức năng công an giúp đỡ gia đình nhà mình có Dạ. làm gì đâu sợ. Bởi vì Mình có đăng ký tạm trú tạm vắng không? có. Mình về cái nơi đăng ký tạm trú tạm vắng ấy, Dạ. mình lên mình trình báo cơ quan chức năng công an để Dạ. nhờ cơ quan chức năng công an hỗ trợ giúp đỡ, Dạ. để xem bé đi ra bên ngoài sợ gặp những người người không tốt, người xấu, người ta Ừ. làm gây ra cái hậu quả gì với bé, lúc đó thì ai chịu trách nhiệm? Lúc Bởi đó vì hai vợ chồng chị chịu trách nhiệm đâu. bắt đầu ổng cứ sợ sợ, rồi hồi nãy nè, hồi nãy ổng nhắn tin cho nó nói gì nè, con địa chỉ ở đâu con chị cho cha đi, rồi cha đem tiền cho con xài, nói cha gửi tài khoản đi Chuyện khoản đây nha, bé bắt. nhà nhà em đâu có xài thẻ Ừ, bả gì đâu, có xài thẻ gì đâu. mình có biết chữ biết bộ gì đâu, xài tài khoản. Ừ, bởi vì đâu biết chữ biết gì đâu, nhắn tin cho nó ngài cho nó biết địa chỉ, nó không chỉ địa chỉ nó sống ở đâu, nó giấu nó không có chịu nói gì Chị chứ. hãy nói một cái điều gì đó với con gái của mình để con gái nhà mình xem được video này sớm quay trở về đoàn Dạ tụ với gia đình. dạ Chị nói chuyện với con đi. Quỳnh Anh ơi, con gì với mẹ đi, rồi em cũng nhớ con lắm, nhưng khi em khóc nó cứ nhớ hay lắm. Quỳnh Anh, con gì với trai với mẹ đi rồi đi làm. Rồi những khi em cũng nhớ con nữa.
con nghĩ với cha với mẹ đi, gia đình đoàn tụ. Ba nói chuyện với con đi. Ba nói Nó chuyện. không nói. Khổ quá trời. Bây giờ chị nói với con đây là mẹ không có la con nữa, mẹ không có đánh đòn con nữa. Giờ con về đi, mẹ không la con nữa, rồi mẹ cũng không có chửi con nữa, mẹ không có đánh đâu. Cho con về với em với cha mẹ đi. Mẹ hết giận, hết chửi, hết la rồi. Hy vọng con gái xem được video này thấy cả ba cả mẹ con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về. Tới giờ phút này thì mẹ cũng nhận ra cái sai của mẹ rồi. Thì đúng ra là mẹ phải nói để cho con hiểu, chứ không phải là mẹ dùng đòn roi hoặc mẹ chửi con. Bởi vì năm nay con 16 tuổi rồi, con không phải là còn một đứa nhỏ nữa. Nên mẹ tới giờ phút này mẹ cũng nhận ra được cái sai rồi. Thì con gái hãy nghĩ đến cha mẹ, bởi vì có cha mẹ thì mới có con. Hãy nghĩ tới cái công mà sinh con ra, nuôi con lớn bằng chừng này. Con gái về đi, bên ngoài không hề đơn giản như con tưởng tượng đâu. Con đi theo bạn theo bè, lỡ bạn bè không tốt với con, họ đưa con vào làm những cái nơi nhạy cảm, những cái nơi vi phạm pháp luật. Lúc đó con kêu ai đây, ai cứu con nổi đây? Nên mong rằng con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về. Chú nhìn thấy con rất là trắng trẻo, dễ thương, xinh xắn. Mà con đặc biệt con lại là con gái, con đi ra bên ngoài như vậy rồi gặp những cái người mà không tốt, người ta đưa vào làm những cái quán trá hình, thì lúc đó con kêu ai đây con gái? Nhá, nghe lời chú về đi. Từ nay là mẹ và ba sẽ không la con nữa, sẽ không đánh đòn con nữa. Nên con nghe lời chú con về đi. Còn bây giờ con đi theo ai, chắc chắn người đó vi phạm pháp luật. Bây giờ cứ con đi theo ai thì cái người mà đủ tuổi đó chứa chấp con, người đó sẽ vi phạm pháp luật. Bởi vì con năm nay mới 16 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nên mà mong rằng con gái hãy suy nghĩ lại, hãy sớm về. Hoặc là nếu mà lỡ như con đi rồi á, mà con sợ ba mẹ la dày mà không dám về thì con cứ về đi nhá. Ba mẹ không có la dày gì con đâu. Còn những bạn bè nào của bé mà đang chứa chấp bé, đối tượng nào thậm chí là chủ quán nào mà đang chứa chấp bé đã và đang có ý định xấu, bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc không lành mạnh, vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình mà không thả bé về thì chắc chắn rằng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé mới 16 tuổi mà cái khung hình phạt thì từ 5 tới 10 cuốn, từ 5 tới 10 năm, 10 cuốn đấy, 5 cuốn đến 10 cuốn đấy. Nên mong rằng là cô chú nào hoặc là đối tượng nào đang giữ bé thì trong ngày hôm nay và ngày mai đưa bé về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu cố tình không đưa bé về, khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì chắc chắn ngay lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Sau ngày hôm nay, sau buổi trưa ngày hôm nay thì mình về đang còn kịp đấy nhá. Mình hiện tại là mình đang ở đâu chứ? Đồng Nai. Đồng Nai, ở chỗ nào Đồng Nai? Hôm nay ba áp lỗ đất hôm nay. Rồi, mình đi về đấy đang còn kịp, dư thời gian luôn. Mình về mình trình báo cơ quan chức năng, công an nhá, cái nơi mình tạm trú tạm vắng á nhá. Chứ mình sợ gì, con nhà mình bỏ đi như vậy thì mình nhờ cơ quan chức năng để đi tìm giúp gia đình nhà mình, đừng có chậm trễ nữa, do mình thiếu hiểu biết nè. Thường thường là ăn uống trong nhà đó là có để con cái thiếu thốn gì không, Không. quần áo các kiểu là có để cho các bé nó phải Không, đầy phải đủ hết, nói chung là các bé đúng đầy là đủ hết. nó muốn mua gì chị cho mua hết trơn à, chị không cho con chị thiếu thốn gì hết trơn á. Vậy mà có cái việc học của con lại không cho con đi được là hơi tiếc ha. Con chị ăn uống cái gì không thiếu thốn gì chứ, chị là quần áo quần này kia là phấn son gì, nó muốn mua cái gì là chị cho hết, chị không cho con chị thiếu cái gì hết trơn á. Nhưng mà giờ là chị biết con chị thiếu cái gì không? Không Thiếu chữ. thiếu chữ Đúng, đúng không? đúng rồi, Thường thường ba mẹ nhà ai là người hay tâm sự với các con? chị với ổng nhiều khi chị ổng la la con thì chị la ổng, nói con ơi cha con la vậy thì con đừng cái trả lời với ổng, rồi giống em chị la thì ổng la lại thì cha con Các bé hai có xài điện thoại không? có Mấy mấy bé mấy cái hả? bé mà đứa con cái Cảm ứng hả? Bốn bé là bốn cái. có Không, đứa hai bé hai nhỏ không có. à, hai bé lớn là mấy bé mấy cái? Có thường xuyên lên bấm điện thoại chơi trên mạng không? Nhìn, nó không chỉ là vì Chỉ nó là coi về lướt TikTok TikTok một chút là bé ngủ thôi, là bé ngủ thôi. thôi. Cố gắng nha, cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha. Thì em mong rằng khi mà con về thì mình phải có cách có hướng để giáo dục con, chứ không phải nhất thiết phải dùng đòn roi hay chửi bới. Bởi vì sao? Bởi vì các bé có được đi học đâu mà các bé mình cứ đối xử như vậy thì nó kỳ lắm. Mình phải dùng lời lẽ sao cho con hiểu nhá. Và đặc biệt em mong rằng hai vợ chồng anh chị hãy suy nghĩ lại, cái mức thu nhập như vậy đã ổn rồi thì mình cho hai đứa bé kia nó được cặp sách tới trường đi,
nha. Đúng là cái chuyện gia đình của nhà anh chị thật, nhưng mà em vẫn năn nỉ anh chị là cho hai bé được đi học nhá, để sau này các bé nó có cuộc sống nó tốt hơn nhá. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Đồng ý. Cố gắng. Dạ thưa Dạ. cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của bé, cũng như là giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Có thể là cái ngày bé bỏ đi, tuổi đời bé còn rất nhỏ, chưa hiểu biết, cũng như là bị tác động của mẹ nên bé mới dẫn tới cái tình trạng là sợ hãi, cũng như là có một cái gì đó ấm ức trong lòng nên bé mới nghe theo lời bạn bè bỏ đi. Nên cũng rất mong rằng cô chú anh chị cũng thông cảm cho bé, cũng như là giúp gia đình để sớm tìm được bé. Xin phép chào anh chị, em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.